Ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an thành phố Tân Uyên và Công an thành phố Thuận An kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, do đối tượng Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 1993, quê tỉnh An Giang, thuê ở và đã phát hiện thu giữ 4 khẩu súng, 12 viên đạn chì, 5 trái nổ tự chế, 2 mã tấu. Qua làm việc đối tượng nhân khai nhận đã đặt mua súng và đạn qua mạng xã hội. Đêm ngày 30 tháng 7 năm 2023, Do có mâu thuẫn từ trước với đối tượng Hải chưa rõ lai lịch, Nhân đã về phòng trọ lấy súng loại rulo và 6 viên đạn. Rủ Phạm Thành Kính sinh năm 2001, quê tỉnh Kiên Giang, hiện đang tạm trú tại khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, để cùng hỗ trợ tìm đánh Hải. Khi thấy Hải tại một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Nhân rút súng bắn một phát vào trong quán, rồi cùng Kính chạy xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.